Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sera Bắc Tây Nguyên. Thì chiều nay bà con có về được một ít phần hoàng thảo vách đỏ và hoàng thảo vách đỏ này là của vùng rừng Kon Tum nhé mọi người. Hàng mới về chiều nay nên rất là xanh tươi luôn. Đó thì hôm nay em có hai loại, đầu tiên là loại nguyên bản nè. Tiếp theo là loại rời. Loại rời thì được tầm cỡ chục phần. Đây thì em chia ra thành các phần đều nhau rồi. Mọi người cứ yên tâm nhé. Và hoàng thảo vách đỏ thì là một cái loài lan cho hoa rất là đẹp luôn. Cánh của nó là trắng ám vàng và lưỡi thì có những cái đường vạch đỏ rất là đẹp luôn. Mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn về cái mặt hoa của hoàng thảo vách đỏ thì có thể lên Google để tìm nhé. Và hàng hôm nay là hàng bà con mới về trong ngày luôn nè. Cái loài hoàng thảo vách đỏ này á, là cái nguồn gốc xuất xứ là cái từ cái vùng rừng Măng Đen của Kon Tum. Một cái vùng rừng là chủ yếu là đồi thông. Đó, thì cái loại này thì nó hay mọc trên những cái rừng thông đó mọi người. Đó. Đây. Hàng mới về rất là xanh tươi luôn, rễ còn ẩm nè mọi người. Đó. Rồi thì em chia thành các phần đều nhau rồi. Thì hôm nay thì em có hai loại, đầu tiên là loại rời, thứ hai là loại nguyên bản nha mọi người. Đó. Đây. Đó. Thì loại nguyên bản á, thì có giá là 350.000 một phần nhé mọi người. 350.000 một phần thì nó được cỡ 4-5 khúc gì đó. Đó. Tùy khúc to khúc nhỏ, ví dụ khúc nhỏ thì nó sẽ có nhiều khúc hơn. Đây và cũng chỉ có mấy phần nguyên bản đấy thôi. Đó. Nguyên bản. Giờ những cái khúc nó vẫn còn ẩm ẩm nè mọi người. Không biết là mai có kịp khô để gửi đi cho mọi người không. Nếu mà mai khô thì kịp khô sớm thì em gửi đi nha. Còn không thì mọi người chờ thêm tí thời gian nữa. Bởi vì lan rừng thì bắt buộc phải đợi cho khô ráo thì mới gửi đi. Chứ không để trong hộp nó gửi đi mấy ngày thì nó hầm, nó sợ nó hư lan. Còn lại rời này thì gửi đi nhanh được nè. Đó. Thì nói chung em sẽ cố gắng gửi sớm cho mọi người nhất để lan tới tay cho mọi người thật nhanh. Tiếp theo là cái loại lan vạch đỏ loại rời này á, thì giá là 300.000 một phần nhé mọi người. Đây 300.000 một phần hoàng thảo vạch đỏ, được rất nhiều. Về mọi người thể trồng vào một cái chậu thật là lớn luôn, hoặc là trồng 2-3 chậu nhỏ tùy thích mọi người. Đó, thì em quay sơ cho mọi người xem. Đó, hàng mới về rất xanh tươi luôn. Rồi, mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ nhắn tin hoặc gọi điện tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Thì ưu tiên mọi người nhắn tin để em chốt đơn cho nó nhanh. Mọi người chỉ cần nhắn tin họ tên nè, địa chỉ rõ ràng nhé mọi người, kèm theo số phần như là loại lan muốn mua. Đó, ví dụ một phần vạch đỏ rời hoặc một phần vạch đỏ nguyên bản gì đó, tùy. Và khách mua lần đầu mua một phần thì em ship code cho, thanh toán lúc nhận hàng thôi. Còn mua nhiều thì vui lòng chuyển khoản trước giúp em nhé. Còn khách quen thì mua thoải mái, muốn mua nhiều mua. Rồi. Đó, và giá trên là chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Phí vận chuyển thì bên đơn vị vận chuyển họ thu. Đó. Rồi, xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo ạ.